Hey, hello anh em à, mấy hôm nay uh, khá là bận H hôm nay mới có thời gian làm cái video để nói về uh, con tướng hoặc khứ bệnh ở uh, cái kỹ năng số 3 cái kỹ năng số 5 um, cái tại sao mà mình muốn lại làm cái video để nói gọi là trực tiếp gọi là nói giải thích về cái hai cái kỹ năng này thì tại vì thứ nhất lý do nhất là có khá nhiều anh em nhắn tin mình là bảo là anh ơi hoặc khứ bệnh mà muốn gọi là đánh tốt thì anh phải là cứ 15 giây anh phải ở ra khỏi trận đấu để anh làm anh kích hoạt cái kỹ năng số 3 này. Tại vì nếu mà kỹ năng số 3 kích hoạt ấy thì trong vòng 15 giây đầu tiên khi mà mình tham gia uh, tham chiến thì mình sẽ gây được thêm sát thương kỹ năng thêm 30% uh, giảm yêu cầu thịnh nộ 150 và nếu mà mình uh, quá với 15 giây ấy thì cái cái chỉ số đó cái chỉ số đó sẽ được chuyển qua thành uh, thường rất thân đông thường 10%. Thì uh, rất là nhiều anh em bảo là Ôi anh anh anh, anh ơi uh, hoặc cứ bệnh muốn đánh uh, tốt thì mình phải làm thế nào mà phải gọi là cứ 15 giây mình phải uh, reset lại cái uh, cái cái cuộc chiến này không cho rằng hoặc cứ bệnh này thoát thoát, thoát ra khỏi cuộc cuộc chiến này này để nó là, là kích hoạt được cái kỹ năng uh, này tiếp theo hoặc là cái thứ nữa là nếu mà anh em làm mà mở cái uh, uh, kỹ năng uh, thức tỉnh thức tỉnh cái kỹ năng số 5 này của hoặc cứ bệnh ấy thì um, khi mà mình giết một đối tượng thì nó sẽ gọi là kích hoạt lại cái kỹ năng um, khi mà mình giết một đối tượng ấy xong mình đánh tiểu lượng tiếp theo ấy thì nó sẽ kích hoạt lại kỹ năng số um, uh, số 3 này. Thì uh, mình phải uh, dùng cái gọi là kinh nghiệm uh, thực tế của mình để mình giải thích anh em nghĩa là cái cái, cái kỹ năng này dùng như thế nào. Ok. Thì trước hết ấy thì um, khi mà đánh ở trên đánh ở trên phiêu ấy thường thì khi mà mình đánh chẳng mình đánh bo chẳng hạn mà mình cầm năm đạo chẳng như này hạn đúng không thì mình cầm năm bo năm đạo này thường khi mình đánh ấy, thì mình hãy kiểu lùi 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 lại ấy, anh hiểu không mà khi mình lùi 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 lại ấy, này thì mình luôn luôn lùi theo kiểu nào đó để mà mình không có bị mất cái nộ màu vàng vàng đi anh hiểu không Nghĩa là mình lùi mình lùi đến cái gọi là đủ thôi để mình quay lại mình chiến mà mình gặp thằng mới thì mình sẽ ra được skill rất là nhanh Nghĩa là mình lùi đến mức gọi là mình không mất nộ đánh nghĩa khi mà mình anh em đấy mà khi mà tôi đánh ở trên KVK uh, đánh bo thì mình không có lùi quá xa khỏi cái mục tiêu mình đánh mình chỉ lùi vừa phải thôi và mình phải giữ đến mục tiêu mà không thể để nó mất lộ được nếu mà mình lùi quá xa hoặc là mình đợi quá lâu mà mình để mất lộ đi mà mình phải mình phải khởi động lại cuộc chiến ấy, thì mình lại phải khởi động lại cái lộ từ ngay từ đầu cái lý do thì cái này thì đánh nhiều khi không hiệu quả tại vì khi này khi mà mình đánh modal bo nhiều thằng nó tích nộ sẵn rồi mình không có lộ mình lên mình gặp nó là nó phang mình hạn như là mình đang đánh giờ đây đúng không mình còn một ít nội đúng không mình hoặc, hoặc là mình giết một đối tượng đúng không mình giết một đạo chẳng hạn xong rồi mình còn một ít nội mình chuyển sang đạo còn lại mình đánh phát mình ra được kỹ năng luôn thay vì khi mà mình giết một đối tượng mà mình lại uh, mình lại mình lại đổi mình lại đổi uh, mình, mình giết một đối tượng mà mình lại uh, đổi uh, mình 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 bị reset đi nộ thì khi đó mình ra kỹ năng rất là chậm mà cái này không phải ảnh hưởng một tướng mà ảnh hưởng hai tướng liền thì anh em mà bảo tôi là đánh ấy, mà phải cứ 15 giây mà lùi lại ấy, lùi lại để cho nó thoát khỏi cuộc chiến ấy mà kể cả đây là không chỉ đây chỉ là một đạo thôi nhá mà đây khi mà mình điều khiển năm đạo thì mình phải điều khiển cả năm đạo cùng lúc thì nó dễ hơn rất là nhiều nghĩa là khi mà mình thoát khỏi cuộc chiến cả năm đạo cùng của của mình ấy thì cả năm đạo của mình đều mất cái lộ mình đã tích sẵn rồi khi mà mình đang đánh ở trong cái cái, cái, cái trận đấu trước trước đó à, thì cái này mình nói thật là quan điểm của mình đây là một lối đánh rất không hiệu quả à, cái lối đánh mà mình xóa cái lộ của mình đi để gọi là kích hoạt một cái kỹ năng nào đó của cái tướng đặc biệt là mình biết là cái tướng cái mình biết là cái kỹ năng số 3 này của tướng cái khoa cứ bệnh khá là tốt nhưng mà để lùi lại để reset lại được kích hoạt được cái kỹ năng này ấy, mà để mất đi cái nộ mình đã có ấy, thì rất là phí không phải nói là không phải là phí mà cực kỳ cực kỳ phí luôn à, và cái này là mình sẽ không không phải một cái gọi là mình khuyến khích khuyến khích anh em làm à, lối chơi cái kỹ năng số 3 theo quan điểm của mình ấy, kỹ năng số 3 này của con hóa cứ bệnh à, tuấn mã đại mạc này thì mình chơi mình cứ gọi là quan điểm bình thường thôi nếu mà mình tham chiến trận đầu tiên lần đầu tiên mình vào tham chiến mình biết là mình ôi mình sẽ có được giảm lộ mình có được tăng sát thương kỹ năng mình thoải mái mình chơi đi cứ mạnh dạn mình chơi mình cứ đánh bình thường thôi À, mà mình cứ đánh mình cứ tích nộ mình tích nộ càng nhiều càng tốt mình tích nộ mình giữ nộ bao giờ mình đánh được đối tượng uh, khác thì mình sẽ dùng cái nộ đấy để mình ra kỹ năng nhanh hơn thì mình kiếm kiều tốt hơn thay vì uh, mà mình reset lại nộ và cái này mình đánh ấy, theo quan điểm là lúc đầu tiên mình tham chiến thì tốt thì nếu mà sau đó thì mình sẽ được có 10% tăng tướng thông thường hoặc là nếu mà có một bất cứ một lý do gì vì bất cứ một lý do thì lý do gì đó mà mình không có thể giữ được nộ mình không thể không được giữ được cái gọi trong cái thế tình cái, 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 trong cuộc chiến ấy mà mình phải reset lại mọi thứ thì mình ô thế này thì cũng được nếu mà mình bị reset lại thì mình vẫn được cái uh, thì mình được tăng thêm ba trăm sát thương và giảm đi 150 trăm uh, thì đấy gọi là cái lối đánh cái lối, cái lối đánh của mình nếu mà mình dùng con tướng này uh, và cái như tại vì như lý do vì đó chỉ cái cái kỹ năng quan trọng nhất của con này ấy, thì không phải là kỹ năng uh, số 3 số 3 này thì dùng đánh uh, đầu tiên là ok thôi nhưng mà đánh kiểu gọi là lâu dài không tốt vì mình, mình nghĩ là cái, kỹ năng số 4 này kỹ năng số 4 này của con hóa cơ bệnh này sẽ tốt hơn tại vì nó tăng chỉ số cơ bản uh, của tăng chỉ số cơ bản của con hoa cơ bệnh nhiều hơn uh, khi tấn công đội, một đội quân kẻ thù đơn vị được chỉ vì này dẫn dắt được sẽ nhận thêm ba mươi trăm phòng thủ uh, mỗi khi đội quân đánh bại một đội quân kẻ thù một số đơn vị thương nhẹ sẽ được chữa lành 1.5 uh, à uh, và được tăng thêm sát thương uh, thăng 2% sát thương kỹ năng này uh. thì cái kỹ năng số 4 này của mình ấy đối với hóa cứ bệnh mình cảm thấy là uh, tốt hơn nhiều so với kỹ năng số 3 uh, thì nếu mà quan điểm của mình ấy, thì mình sẽ lên kỹ năng số 4 trước thay vì kỹ năng số 3 uh, mình hơi bị mắc lỗi một tí ở đây là mình lên kỹ năng số 3 trước à uh, với cái đó thì bây giờ hãy nói về cái gọi là cái kỹ lăng uh, uh, thức tỉnh cái kỹ năng số 5 của hoắc cứ bệnh À, khi mà cái 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 cái, kỹ năng số 5 này của hoa cự bệnh này cái điều gọi là nhiều người không thích ấy, là tại vì cái khi mà mình giết một đối tượng ấy, mặc dù là trực tiếp hoặc là gián tiếp thì mình sẽ gọi là nhận hiệu ứng gió thu lang sơn à, hiệu ứng gió thu lang sơn này sẽ cài lại thịnh lộ cho đội quân của chỉ huy này tất cả bộ lợi bộ hại tạm thời cùng với thời gian của đội quân chiến đấu thì cái này là một con dao hai lưỡi chẳng hạn chi là mình đang gọi đang đánh nhấp nhà nhấp nhà mình đang giữ lộ của mình giữ độ được, tầm độ 70% mươi phần trăm đến tám phần trăm lộ chẳng hạn đúng không mà tự dưng con tướng của mình con tướng con đối tượng mình đánh tự dưng thằng nào nó giết con đấy tự dưng mình mất đi 70%, mươi phần trăm tám lộ của con đạo kỵ binh này của mình cái đấy phải nói là rất rất là phí à, kể cả mình có lấy được tăng được thêm tám hai mươi ba sát thương kỹ lăng và giảm đi 150 lộ nhưng mà đang đánh bo mà cứ bị uh, đang bị đang đánh bo to ấy, mà cứ bị gọi là reset nộ nhiều như thế ấy, thì cũng rất rất là phí luôn. Uh, và có khả năng khả năng cao mà khi đánh bo nhiều ấy, có khi còn bị câm lặng, có khi bị mất nộ liên tục. Uh, và có thể đây là một trong những lý do tại sao mà khá nhiều người người ta không có dùng kỹ năng số 5 của Hoắc cứ bệnh. Anh em hiểu không? Thì uh, cái vấn đề của con Hoắc cứ bệnh này ấy thì trong tương lai ấy, thì khả năng mình chơi thì mình cũng sẽ không có lên Tại vì khi mà lên kỹ năng số 5 này này Thì chỉ tăng chỉ số được được thêm 5% phòng thủ Mới cả tăng được thêm 5% sát thương kỹ năng à, Nghĩa là tăng được gọi là tổng chỉ số 10% Cái chữa thương thì cũng khá là tốt đấy Nhưng mà không phải là cực kỳ cực kỳ tốt Nghĩa là có cũng được, không có cũng được Bây giờ người chơi người ta không, có, không có quá là quan trọng hóa lắm về cái vấn đề chữa thương Người ta quan trọng hơn về cái vấn đề gọi là giết nhanh Đánh nhanh thắng nhanh thì trong tương lai thì mình bản thân mình ấy, thì mình sẽ không có mở cái kỹ năng số số 5 này của hoa cứ bệnh tại vì mình khá là sợ là khả năng là cứ nhiều khi đánh bo to nhiều khi bị mất nộ liên tục thì cũng khá là nguy hiểm à, còn đối với anh em nào ấy, anh em nào mà đã lỡ lên cái con kỹ năng số 5 này của hoa cứ bệnh rồi ấy, mà muốn bị tránh cái cảnh gọi là bị mất nộ liên tục ấy thì mình phải đi con tướng này với một con tướng đánh một mục tiêu thôi Chẳng hạn như là đi hoa cứ bệnh với cả Nevsky uh, Hoặc là đi với hoa cứ bệnh với cả Minamoto, Chao Chao Hoặc là con tướng đánh một mục tiêu nào đó của của kỵ binh Thay vì đánh nhiều mục tiêu Tại vì khi mà mình cầm tướng thứ hai mà đánh nhiều mục tiêu ấy, Thì khả năng giết đối tượng bằng một cách gián tiếp của mình tăng lên khi mà cái khả năng giết đối tượng một cách gián tiếp của mình tăng lên thì cái khả năng cái xác suất mà mình bị reset lại lộ uh, mình bị reset lại lộ từ cái kỹ năng uh, từ cái, reset lại lộ từ cái kỹ năng số 5 này, này cũng tăng lên tại vì khi mà mình khi mà mình giết một đối tượng nào đó mặc dù trực tiếp hoặc gián tiếp thì mình sẽ bị uh, nhận cái hiệu ứng gió thu sẽ lang sơn này luôn uh, và mình sẽ mất tất cả những cái nộ mình đã tích ở con này thì cái con này ấy, thì cái, cái cái mình phải nói thật là cái cái cái, cái thức tỉnh cái thức tỉnh cái kỹ năng số số 5 này ấy, thì mình cảm thấy là hại hại nhiều hơn lợi tại vì với cái lối đánh hiện tại bây giờ là cái lối đánh là tích lộ nhanh, đặc biệt là ai mà cứ dùng sừng mấy cả chống nhiều ấy, thì là khả năng là lộ lên rất là nhanh. Nhiều khi đang đánh giết được một con rồi tự dưng mất hết lộ trong khi đang đánh bo. Uh, anh em biết ấy, khi mà đánh bo ấy, mình, mình giết một đối tượng ấy, là mình vẫn giữ định mình, mình, thường khi mà đánh bo ấy, thì mình ăn uh, gọi là debuff debuff gọi là hiệu ứng uh, xấu ấy, rất là nhiều thì uh, khi mà mình đánh bo ấy, thì mình mặc dù mình giết một đối tượng nhưng mà mình vẫn ở trong cuộc chiến và mình vẫn giữ được cái nộ của mình vẫn đang còn sau khi mình giết đối tượng đó và mình có thể chuyển ngay sang đối tượng tiếp theo để mình tiếp tục mình ra sát thương kỹ năng và cái này là cái cái, cái khả năng uh, tích nộ của tướng ấy mình nghĩ là rất là quan trọng thay vì uh, đổi cho cái khả năng tích lộ đấy bằng một gọi uh, một số chỉ số nhỏ uh, 5% thủ mới cả 5% sát thương kỹ năng thì mình cảm thấy khá là thấp. Nếu mà cái chỉ số được nó tăng lên độ tầm 20% hoặc là 30% thì có thể mình sẽ suy nghĩ lại. Uh, nhưng mà cái chỉ số thủ chỉ số thủ mới chỉ số sát thương kỹ năng này nó quá thấp nó không thể bù lại được cái gọi là cái sự nguy hiểm khi mà đánh ở trên phiêu mà bị mất nộ anh em ok. Thì hôm nay là mình làm cái video này để mình giải thích uh, kỹ hơn cho anh em biết uh, lý do tại sao mà mình uh, quyết định là mình sẽ không có uh, mở kỹ lăng số 5 này và cho anh em anh em nào mà gọi là đã lỡ mở rồi ấy, mà muốn gọi là tránh cái cảnh gọi là bị mất lộ liên tục khi mà đánh bo nhiều ấy thì uh, thì cách là gọi là đi tướng một mục tiêu thôi. Với cả giải thích về cái gọi là kỹ năng số 3 đó, đừng có đánh kiểu gọi là đang đánh mà gọi là thoát hẳn ra gọi là đợi cho gọi là thoát khỏi cuộc chiến ấy phí lắm anh em ơi anh em mình đánh anh em mình phải giữ lộ giữ lộ nhiều đánh đổi mục tiêu giữ lộ giữ lộ liên tục thì giữ được càng nhiều lộ mà đánh được đổi đối tượng càng càng tốt không phải không cái đấy cũng là cái quan trọng à, nhá thôi anh em nếu có gì có gì có câu, câu hỏi gì có ý kiến gì thì xin comment phía dưới mọi người à, cảm ơn anh em đã xem video nha tạm biệt